Tiếp bước trưởng thành, cô em gái xinh đẹp chuẩn bị tấn công màn ảnh. Trên trang Facebook cá nhân, em gái út của Trấn Thành Huỳnh Ân vừa tiết lộ sẽ tham gia vào một dự án phim. Sau khi xuất hiện trong đám cưới của Huỳnh My, em gái kế Trấn Thành, cô em gái út của nam danh hài là Huỳnh Ân bất ngờ nhận được sự chú ý bởi chiều cao đáng mơ ước cùng gương mặt xinh đẹp. Sinh năm 1999, Huỳnh Ân cũng có ước mơ được làm nghệ thuật giống anh trai. Tuy đã thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Huỳnh Ân lại chọn học đại học RMIT để theo học. Cô nàng từng chia sẻ muốn hoàn thành việc học trước, sau đó mới thực hiện ước mơ từ bé của mình. Thế nhưng mới đây nhất trên trang Facebook cá nhân, Huỳnh Ân vừa bất ngờ tiết lộ sẽ tham gia một dự án phim. Theo đó Huỳnh Ân viết, nhờ được thừa hưởng sự nhây nhẹ từ người ấy, nên sắp tới em bé sẽ góp mặt vào một bộ phim gia đình cực lầy và bựa. Chia sẻ của Huỳnh Ân nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến đều ủng hộ Huỳnh Ân đi theo con đường diễn xuất mà Trấn Thành đã rất thành công trước đó. Bản di chúc kỳ lạ của Hoàng Mập yêu cầu phải có việc hương và nhờ tìm chồng mới cho vợ nếu chết trẻ. Muốn một đám ma hát hò vui vẻ không có tiếng khóc, vợ con mặc đồ thật đẹp đã là lạ, Hoàng Mập còn nhờ cả việc hương lo chồng mới cho vợ mình nếu anh chết trẻ. Hoàng Mập là một người rất lạ trong showbiz Việt, anh không bon chen, không ganh đua đấu đá ai bao giờ. Ai cư xử tệ, dẫu đâu anh cũng cười khì cho qua. Anh lý giải điều đó là do bản thân mắc bệnh tim, bác sĩ không cho tức giận. Nhưng tôi nghĩ sống lương thiện là một sự lựa chọn. Bởi sự lựa chọn ấy nên Hoàng Mập đi một con đường riêng không giống ai, ngay cả việc viết di chúc chuẩn bị cho đám tang của chính mình sau này cũng thế. Bản di chúc đặc biệt này, Hoàng Mập đưa ra 7 mong muốn khi chết. Điều đầu tiên, anh không muốn ai khóc, từ người thân trong gia đình đến vợ con bạn bè, anh muốn mọi người vui vẻ. Đám ma của Hoàng Mập phải là một đám ma vui vẻ nhất. Điều thứ hai, gia đình muốn để bao nhiêu ngày trong nhà thì tùy, nhưng chỉ cho nghe kinh Phật từ 24 giờ khuya tới 1 giờ sáng, 23 giờ còn lại để mọi người hát hò vui vẻ. Thậm chí Hoàng Mập đã xây nhà mồ cho chính mình lúc nằm xuống. Dẫu vậy, tâm nguyện của anh là được hiến xác cho khoa học, phần vì không muốn làm phiền con cháu đời sau, phần vì anh nghĩ nào giờ sinh viên quen mổ người bình thường, giờ có xác người mập mổ cho vui và lạ. Nhưng vì vợ không đồng ý nên anh không muốn được đem tro cốt ra biển Long Hải. Nơi rải tro cốt của mẹ Việt Hương, anh hài hước bảo, không rải tro cốt ở trong vườn nhà sợ mai mốt con cháu bán không được. Điều thứ ba Hoàng Mập mong muốn là trong đám tang anh, vợ con phải mặc đồ đẹp nhất, chỉ đeo tang trên đầu không được mặc cả bộ đồ tang. Sau khi hỏa thiêu xong thì đốt khăn tang cho xả tang ngay. Hoàng Mập mong muốn mình được thờ ở ngôi biệt thự cổ ở Đồng Nai, hàng ngày cho nghe kinh Phật từ 24 giờ khuya đến 1 giờ sáng. Tất cả thời gian còn lại gia đình vẫn sinh hoạt vui vẻ bình thường, vì anh không thích nhìn không khí gia đình buồn bã ảm đạm. Không chỉ căn dặn gia đình, Hoàng Mập còn dặn dò luôn cả những người thân quen trong điều thứ tư. Đám tang xa Sài Gòn, ai thấy đủ tình thương thì hãy xuống với Mập, không thì đừng xuống. Không tiếp khách đi đám ma theo phong trào vì gia đình bối rối, sợ tiếp khách theo phong trào thì không tiếp chu đáo, khách tình thân. Thà ít mà yêu nhau là đủ, Hoàng Mập cũng không quên dặn người nhà nên nhận tiền phúng điếu. Lý do anh đưa ra là Mập đi, người ta nhiều rồi, không nhận người ta áy náy có qua có lại cho vui. Hoàng Mập là người cực mê đồ cổ xưa nên dặn con cháu đời sau giữ gìn những gì cả đời anh tìm kiếm và yêu quý. Giữ được thì anh mừng. Nếu nghèo khó thì bán trọn gói một lần tất cả để có vốn liếng, chứ đừng bán nhỏ giọt, anh buồn lắm. Điều cuối cùng trong bản di chúc của Hoàng Mập, anh mong muốn đám tang phải có 3 người, Việt Hương, Đông Dương và một người em, người bạn rất thân với anh, tên Chi Lâm. Hoàng Mập hài hước yêu cầu Việt Hương phụ lo đám tang với vợ mình và dặn, nếu anh chết sớm, vợ anh còn trẻ, em lo chồng mới cho vợ anh, nếu bà ấy không chịu thì thôi không ép. Con gái anh theo nghề, em phải dạy và lo cho chúng nó thay anh. Anh cũng chia việc luôn cho Đông Dương và người em thân thiết. Đông Dương làm nhiệm vụ tiếp khách và phụ trách phần văn nghệ trong đám tang, Chi Lam thì lo bia rượu và mồi nhậu đãi khách. Bạn gái Quang Hải nhận tiền bia quá lố, hôm trước quảng cáo thuốc giảm cân, hôm sau lại bia thuốc tăng cân. Vừa hôm trước nhiệt tình khen thuốc giảm cân, mấy hôm sau đã thấy bạn gái Quang Hải bảo chỉ tin dùng sản phẩm tăng cân. Chính sự mâu thuẫn này đã khiến cư dân mạng không thể im lặng cho qua. Kể từ ngày đội tuyển U23 Việt Nam mang vinh quang về cho đất nước sau giải U23 châu Á, mọi nhất cử nhất động của các cầu thủ luôn trong tầm ngắm của người hâm mộ. Những bóng hồng bên cạnh các cầu thủ cũng trở thành tâm điểm của dư luận.
Điển hình là cặp đôi tiền vệ Nguyễn Quang Hải sinh năm 1997 Hà Nội và cô bạn gái Nhật Lê dễ thương. Nhật Lê sinh ra ở Quảng Nam và hiện là sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội. Sau khi được biết đến là người yêu của Quang Hải, lượng follow của Nhật Lê đã tăng chóng mặt, từ một cô sinh viên bình thường. Trang cá nhân của Nhật Lê đã chạm mốc 250.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên, sau khi trở nên nổi tiếng, nhất cử nhất động của Nhật Lê cũng được cư dân mạng quan tâm theo dõi từng chút. Thậm chí, cô dần được các nhãn hàng chú ý, mời cô làm quảng cáo sản phẩm. Trang cá nhân của Nhật Lê ngoài việc công khai chia sẻ hình ảnh hạnh phúc với tiền đạo Quang Hải, cô bạn cũng không ngần ngại quảng cáo cho đủ mọi sản phẩm từ son phấn, mặt nạ, kem dưỡng da cho đến thuốc tăng giảm cân. Mới đây, Nhật Lê đã vướng phải một sự cố vô cùng hài hước liên quan đến chuyện cô quảng cáo. Vừa hôm trước nhiệt tình khen thuốc giảm cân, mấy hôm sau đã thấy cô tin dùng sản phẩm tăng cân đúng ý muốn. Sự việc này nhanh chóng được cư dân mạng soi ra và rơm rã bàn luận. Ngay sau khi câu chuyện được cư dân mạng phanh phui, đông đảo thành viên mạng đã tham gia tranh cãi. Rất đông ý kiến cho rằng Nhật Lê quảng cáo sản phẩm không có chọn lọc, không tinh tế nên mới xảy ra sự cố buồn cùi như thế. Thậm chí nhiều người còn thẳng thắn cho rằng vóc dáng hiện tại của Nhật Lê không liên quan đến thuốc giảm cân hay thuốc tăng cân cô đang quảng cáo. Hôm nọ mới thấy khen lấy khen để thuốc giảm cân, mà nay lại chuyển sang khen lên khen xuống thuốc tăng cân rồi, mất lòng tin quá. Dùng thuốc giảm cân, giảm thần tốc quá nên chị ấy phải mau chóng uống thuốc tăng cân lại đây mà. Một số cư dân mạng chế giễu của đàn Nhật Lê. Chị quá đáng lắm luôn á, quảng cáo gì mà lộ liễu lố lăng thế chị. Chả lẽ cân nặng chị lên xuống còn nhanh hơn cả ca sĩ hủy xô vậy cơ à, một thành viên gay gắt bình luận. Trấn Thành ném tan tác trái táo trước mặt và trách Hari Won. Trấn Thành nghe vậy bỗng ném tan tác quả táo trên tay và trách: được lắm, nhét táo vào mồm tôi xong rồi chửi tôi vô giá trị. Tối ngày 9 tháng 9, tập 6 chương trình Giọng ca bí ẩn lên sóng với nhiều tiết mục thú vị. Trong tập này, dưới sự dẫn dắt của cặp vợ chồng MC quen thuộc Trấn Thành Hari Won là sự tham gia của các quý cô xinh đẹp như Ellie Trần, Cát Tường, Sam, Lâm Khánh Chi. Trấn Thành mê mẩn gọi Lâm Khánh Chi là công chúa, nhìn còn ngon lắm. Ngay khi dàn quý cô này bước ra sân khấu, Trấn Thành đã tỏ ra mê mẩn thích thú tới mức Hari Won phải nhắc vội: trời ơi, anh mê gái quá. Nghe Hari Won nói vậy, Trấn Thành liền chỉ ngay vào Lâm Khánh Chi và nói: dàn này đúng là bao đẹp, toàn người đẹp, đẹp nhất là nàng búp bê Nga đứng chính giữa này, cưng quá, công chúa của tôi, công chúa ơi. Lâm Khánh Chi được Trấn Thành gọi là công chúa liền tỏ ra sung sướng điệu đà: là con gái phải xinh, ai không xinh thì cái mặt như cái bánh in, là con gái phải điệu, ai không điệu thì cố gắng điệu. Sau đó, Lâm Khánh Chi còn cách quốc lượn qua lượn lại. Trong giọng tôn sùng của Trấn Thành, âm nhạc nổi lên: cho công chúa của tôi đi, trời ơi nhìn còn ngon lắm. Ellie Trần: vì vất vả quá nên tôi không tăng cân nổi. Trong chương trình tuần này còn có sự xuất hiện của Ellie Trần, một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng với cơ thể quyến rũ. Dù đã sinh nở hai con, nhưng Ellie Trần vẫn giữ được vóc dáng vô cùng nuột nà. Điều này khiến Hari Won thốt lên: sao em có hai con rồi mà vẫn giữ được vóc dáng như vậy? Em có thể chia sẻ bí quyết giữ tướng được không? Trước câu hỏi của Hari, Ellie Trần chia sẻ: tôi nghĩ vì tôi bận rộn công việc chu toàn gia đình nên vất vả quá không tăng cân nổi. Trấn Thành liền giải thích lời của Ellie Trần, tức là muốn gầy là phải có thật nhiều tiền, làm thật nhiều tiền để có tiền thì sẽ tự động gầy. Diễn viên Cát Tường nghe vậy vội nhắc Trấn Thành đầy ẩn ý: bậy rồi, ý của Ellie Trần là muốn ốm thì phải sinh thật nhiều con. Tới lượt diễn viên Cát Tường, Trấn Thành nhanh nhậu giới thiệu: về Cát Tường thì chị tôi đang độc thân vui tính, tính tình chị tôi hiền lành, lâu lâu giận thì chửi nhẹ thôi, không có gì hết. Nói chung, anh nào muốn đến với Cát Tường thì cứ liên hệ với tôi sẽ cung cấp số điện thoại cho. Trấn Thành ném trái táo tan tác trước mặt và trách Hari Won. Ấn tượng nhất trong tập này là sự tham gia của người mẫu Lê Trung Cương với vai trò giọng ca bí ẩn. Trong lớp mặt nạ bí ẩn, người mẫu điển trai này hóa thân vào vị thần tình yêu, mang theo cung tên và bắn rất nhiều vào bia ngắm, khiến các quý cô đều mê mẩn muốn chạy lại gần. Trấn Thành thấy vậy phải vội đuổi xuống, không cho chạm vào chàng người mẫu điển trai. Sau đó anh lôi ra một trái táo đỏ và nói: bây giờ ai muốn đến gần thì đội trái táo này lên đầu cho anh ta bắn. Hari Won đợi chồng nói xong vội chạy ra đòi táo: trái táo này em chuẩn bị, sao lại lôi ra cho người ta? Giờ em muốn nhờ anh hãy ngậm trái táo này vào mồm cho nấy bắn xem có trúng không. Tại tôi thấy Trấn Thành nói chuyện 24 giờ trên 24 giờ, nên khi ngậm trái táo này Trấn Thành yên lặng vài phút là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Trấn Thành nghe Hari nói vậy chỉ biết câm nín ngậm táo vào mồm rồi đi về phía bi bắn theo yêu cầu của cô. Trước đó anh còn trách đúng là cái đồ khôn nhà dạy vợ.
May mắn Châu Trấn Thành, người mẫu Lê Trung Cương, không bắn mũi tên cuối cùng mình vào anh mà bắn xuống phía khán giả rồi nói: "Mũi tên này tôi thấy cao cả quá nên không thể vì nó mà sát hại anh Thành, bởi vậy tôi quyết định bắn về trái tim khán giả." Harry Won chỉ chờ có thế liền đã kích chồng: "Đúng rồi, phải bỏ cái gì vô giá trị để tìm những cái giá trị." Trấn Thành nghe vậy bỗng nép tan tác quả táo trên tay và trách: "Được lắm, nhét táo vào mồm tôi xong còn chửi tôi vô giá trị." Trấn Thành mắng Harry Won bớt khôn nhà dạy chợ đi. Sau Lê Trung Cương cũng là sự xuất hiện của một anh chàng diệt trai, khỏe khoắn. Vừa bước vào sân khấu, anh chàng này đã trân trố bằng một bàn hít đất để khoe thể lực. Harry Won nhìn xong liền tỏ vẻ tham khát. Anh chàng này nhìn ngon thật. Trấn Thành đứng bên cạnh tỏ vẻ không vui, liền hạ giọng nhắc nhở đầy sát khí: "Ngồi kế chồng thì bớt nói người khác ngon lại, đây mới ngon này, nhìn vào đây này." Harry Won nghe chồng nhắc vậy không những không yên lặng mà còn hùa theo: "Nếu vậy thì anh cho mọi người biết anh ngon cỡ nào đi, anh ra hít đất giống anh kia đi." Trấn Thành bị nói vậy buộc phải ra hít đất, sau đó anh mệt quá không thể chịu nổi, mới chắp tay quỳ lại và bực mình mắng Harry Won: "Lần sau bớt khôn nhà dạy chợ đi."